Mai Đình. Tôi tưởng cái kiếp thế nhân của tôi là gánh hết nỗi buồn của thiên hạ. Nào ngờ đâu, có một người con gái không đau khổ gì tôi. Ngày nay có cái tên Hạng Mặc Tử là do ở ngày xưa. Ngày mà tôi không có tiền mua giấy mực, em chỉ ông lấy tiền mua giấy viết tặng cho tôi. Bài thơ năm cũ đâu rồi, cho tôi ghi lại khoảng đời ngây thơ. Bài thơ em đợi em chờ, năm năm mới đó, bây giờ là đây. Anh Trí ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô đơn. Bên anh em trọn đời chăm sóc thương yêu, nguồn vui năm tháng anh sẽ tìm thấy ở bên em. Anh sẽ về lại Quy Nhơn mà làm thơ ca tụng trăng vàng, trăng của quê hương dâng nắng tình thương. Từ lâu mong đợi cánh chim phiêu bạc giữa dòng đời, chẳng còn ai thương tưởng như là em đã thương anh. Ôi nhân tình thế thái là đây, giờ bên ta chỉ còn một Mai Đình. Trời ơi, cái người mà tôi đã bỏ quên suốt quãng đời đau khổ. Những chuỗi ngày còn hạnh phúc lắm rồi, đó là niềm vui, là lẽ sống cuộc đời. Mai Đình, em mới là người ban ơn sâu nhớ nặng, anh nguyện tôn thờ suốt cuộc đời anh. Mai Đình, hãy gọi tên anh là Hạng Mặc Tử. Hạng Mặc Tử. Ôi, ba tiếng đó như trận bão kinh hoàng, vừa thôi qua biển ca, chỉ đem khô khăn vào lòng sa mạc, làm sụp đổ tiêu tan những thành quách quý nghi, trầm mặc giữa điêu tàn. Sự nghiệp thế nhân còn nằm trong sâu kiếp gia tràng, rồi đấy có ai còn nhớ cái tên Hạng Mặc Tử khi anh quay về sống lại với quê
đời anh phiêu bạc tha phương, anh đã bỏ quên cái tên mình trong trí nhớ. Cái tên mà quê hương không còn xa lạ và đã in sâu lòng già gái quê mùa. Em đang hờn trách anh có phải không Mai Đình? Phải mà, anh đã tệ bạc với em. Anh đã bỏ quên cái tên của em suốt quãng đời con gái. Mai Đình ơi, anh Trí, từ Quy Nhơn vào đây em chỉ mang theo món quà nhỏ nhỏ. Là tên của mẹ cha để anh không bỡ ngỡ lúc quay về. Và một bài thơ nét chữ đã nhạt nhòa, đó là hình ảnh của anh còn để lại trong lòng người con gái lúc lìa quê. Tuổi xuân thời anh trao hết cho người ta, giờ tàn phế em xin nhận về làm bao vật. Chắc chẳng còn ai đến đây mà giành giật, không lẽ đời em mãi chịu thiệt thòi. Anh Trí, em đang đứng cạnh bên anh, 7-8 năm rồi em mới tìm thấy niềm vui nhỏ nhỏ. Anh Trí, Mai Đình, Mai Đình ơi, em đừng nói gì thêm nữa, đầy đủ lắm rồi ý nghĩa của cuộc tương ngộ quá đau thương. Phải, Hàn Mặc Tử chỉ là một bức danh mà người đời có thể quên cái nguồn thơ đã tràn. Trong khi anh không còn tâm huyết ca tụng dần trăng sáng, thì anh là một phê nhân với kiếp sống tật nguyền. Bất Diệt là cái tên nguyện trọng trí của anh, cái tên mà người đời có thể quên. Em đem vào ổn trên cất dư. Ngày xưa em đợi em chờ, thật sự bây giờ anh